Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình để tiếp tục quay trở lại để giới thiệu cho các bạn một lô đất có cái địa chỉ tại huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta thì có cái tổng diện tích là 1.070m², mặt tiền đường là 13m, đi sâu vào là 150m nhé. Và trên đất thì có một căn nhà cấp 4 gồm có phòng khách, phòng ngủ nhé, và khu vệ sinh và khu vực nấu ăn. Và căn nhà của chúng ta thì làm hoàn toàn bằng cửa gỗ các bạn nhé. Và từ đây thì chúng ta ra tới trung tâm xã thì rơi vào khoảng 400-500m các bạn nhé. Và đất của chúng ta thì nằm trong khu vực dân cư đông đúc, một vị trí tiện ích có thể kinh doanh buôn bán cũng khá là ok các bạn nhé. Đây con đường tỉnh lộ các bạn này. Từ đây thì chúng ta đi ra quốc lộ 14, rơi vào khoảng 6-7km các bạn nhé. Và chúng ta về tới trung tâm huyện Chư Bờ Rông, rơi vào khoảng 5km. Và cũng trên con đường này chúng ta đi được khoảng vài trăm mét thôi là chúng ta đã tự ra tới xã này các bạn nhé. Đây như các bạn nhìn thấy này, hai bên mặt đường tỉnh lộ này, buôn bán rất là sầm uất các bạn ạ. Không thiếu bất cứ hạng mục kinh doanh nào khu vực này. Cái xã này là một trong những xã phát triển của huyện Chư Bờ Rông các bạn nhé. Xã rất là phát triển. Và cái hướng này thì chúng ta đi qua khoảng 4 xã các bạn nhé. Một con đường tỉnh lộ thông thương qua 4 xã. Chúng ta có thể mua miếng đất này chúng ta đến đây kinh doanh cũng rất là ok các bạn nhé. Rất ok này, các bạn nhìn thấy này. Dân cư ở thì rất là đông đúc nhé. Và đây mình giới thiệu cho các bạn lô này nhé. Lô này thì nó có cái mặt tiền bán tỉnh lộ là 13m, đi sâu vào 150m nhé. Và có 290m đất thổ cư. Và trên đất thì có căn nhà này. Căn nhà đây thì nó làm cũng căn nhà cấp 4 này, cũng tương đối là ấy nhé, tương đối là rộng rãi các bạn nhé. Trước đây, đây này, cửa thì hoàn toàn làm cửa gỗ. Còn nhà này thì cũng đầy đủ công năng, phòng khách, phòng ngủ, rồi khu nấu ăn, khu vệ sinh riêng biệt, cũng tương đối là ok. Và giá thì chủ nhà đưa ra thì cũng chỉ có 1,6 tỷ các bạn nhé, 1,6 tỷ. Đối với diện tích là khoảng hơn 1 sào, bám 13m mặt tiền tỉnh lộ, sâu hơn 150m, 290 thổ cư. Đấy, giá chủ nhà đưa ra là 1,6 tỷ các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm tới lô này thì hãy gọi ngay cho mình vào số 0946 980 644 nhé, để được đi xem đất nhé.